khách quốc tế đến Ninh Bình tăng đột biến. Lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đi du lịch trong ngày 8 tháng 5 năm 2024 tăng đột biến, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, mang lại doanh thu lớn cho tỉnh này. Ngày 31 tháng 8, thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình cho biết, lượng khách quốc tế đến Ninh Bình du lịch tăng đột biến trong 8 tháng qua, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, 8 tháng, địa phương này đã đón gần 828.000 lượt khách quốc tế. Đoàn khách hơn 3.800 người của tỷ phú Ấn Độ đến Ninh Bình tham quan từ 28.8.3.9 trong các đoàn khách quốc tế đến Ninh Bình 8 tháng qua, đáng chú ý là đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ đến Ninh Bình tham quan từ 28.8.3.9. Dự kiến có tổng cộng hơn 3.800 người của đoàn khách này đến với Ninh Bình. Cũng theo Cục Thống kê Ninh Bình, 8 tháng qua, ngành du lịch địa phương đã đón gần 6,9 triệu lượt khách, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách trong nước hơn 6 triệu lượt, khách quốc tế gần 828.000 lượt. Doanh thu ngành du lịch đạt hơn 6.758 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, ngành du lịch Ninh Bình nhiều khả năng sẽ về đích sớm, khi mục tiêu trong năm 2024 là đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách trong nước là 6,6 triệu lượt, khách quốc tế là 900.000 lượt, doanh thu ước đạt 8,250 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế đến Ninh Bình trong 8 tháng qua tăng đột biến, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết để có lượng khách quốc tế tăng đột biến, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp, không ngừng có thêm nhiều sản phẩm dịch vụ về đêm. Ninh Bình có môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hiếu khách. Đồng thời, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế được đẩy mạnh, nhất là thông qua các nền tảng số, mạng xã hội, kết hợp với tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao lớn. Hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình cũng đã được tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có nhiều nền tảng số như Facebook, YouTube, các chuyên trang du lịch lớn trên thế giới là những yếu tố giúp thu hút du khách quốc tế đến với Ninh Bình. Ông Mạnh cho hay.